Cô đọc tiếp câu hỏi thứ hai. Xin cô chỉ dạy thêm cho con về cõi phi nhân. Con có xem các video về những người bị vong linh ngạ quỷ nhập vào. Con cũng thấy trong kinh có nhắc đến những cõi này. Vậy hiện tượng vong nhập có thật hay không? Hay là do rối loạn tâm thần thôi ạ? À? Hơn nữa giả sử mình chịu khổ đau gì đó ở kiếp này, có phải do tiền kiếp mình đã tạo ác nên kiếp này bị vong linh oan gia trái chủ báo án không ạ? À? Nếu có thật thì hóa giải <laughs> có cách nào để hóa giải hay không? Bạn hỏi phi nhân một cái hiện tượng là do rối loạn tâm lý hay là có thiệt thật ra là trong tam tạng á, là đều thừa nhận có phi nhân nha trong tam tạng kinh điển của mình đều thừa nhận có phi nhân nhưng mà không có thừa nhận cái việc mà có cái vong hồn bị nhập xác rồi điều khiển cái thân xác đó phải làm việc này việc kia dĩ nhiên là đức phật có có những cái ghi nhận là những cái chúng sanh khác ghi trú trên thân cư trú trên thân mình và thật ra là chúng ta mà theo khoa học thôi thì chúng ta cũng biết là có đúng không? Có những cái chúng sanh khác có 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 ký sinh trên người mình chứ như là vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, da sáng, dung vân vân đều ký sinh trên người mình hết. Cây cỏ cũng có những cái loài ký sinh trên cây cỏ. nói chung là duyên duyên khởi đó. cái này có thì cái kia có, cái này xanh thì sẽ kia xanh, cái này diệt thì cái kia diệt. cho nên là dĩ nhiên mình trên thân thể mình cũng có rất là nhiều chúng sanh khác ký gửi trên đây. À thì có 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 thừa nhận có phi nhân nha rồi ngoài những cái loài như mà cô vừa nói là những cái dạng mà ký sinh trùng mà sống ở trên dựa vào cái cơ thể của chúng sanh khác thì có cái bạn hỏi về về an gia trái chủ báo án vậy nó có cái án linh chứ trong như câu chuyện mà tiêu biểu nhất cô nghĩ là phật tử thường hay là được nghe đó là câu chuyện mà ngộ đạt quốc sư một ghẻ có cái mặt người đó trên chân ngài ngộ đạt quốc sư đó thì nên không cần phải kể lại câu chuyện này đúng không chắc ai cũng biết rồi mà đúng không thì mỗi thân tương tự như một thế giới theo cái quan điểm là nhớ cảnh tứ tâm thì sám hối tu tập giới định tuệ bố thí cúng dường thì có thể vượt qua khỏi các ác nghiệp mà thấy nghe ngài ngộ đạt mà bị cái án linh này lên báo án thì cuối cùng ngài cũng rửa rửa oan được đúng không giải oan được đúng không tuy là nhờ cái dòng nước từ y của một bậc a la hán giúp cho nhưng mà dĩ nhiên là do cái gì cái giới định tuệ cái công phu của ngài cũng đủ túc duyên để ngài có thể giải được cái án nghiệp vậy thì nếu như mà có cái dạng mà báo án đó mà mình ngại mình sợ thì mình tập trung À tu tập giới định tuệ bác cánh đạo theo lời dạy của Đức Phật bố thí cúng dường vân vân làm những công đức lành thì mình có thể vượt khỏi các ác nghiệp. Và khi làm các công đức lành thì hồi hướng cho an gia trái chủ luôn, hồi hướng cho cả người xa người gần, người thân xung quanh mình, người thương xung quanh mình, cũng hồi hướng luôn cho an gia trái chủ. Ừ. Hồi đó sư cô có kể một lần không ta? Cái câu này tự nhiên nghe chợt nhiên nhớ chuyện ông liên quan mấy nhưng mà nó nó cũng có những cái mà nó chuyển được đó quý vị. À, nếu mà mình mình tin đó, mình có nguyện đó, nó tự nhiên nó xoay chuyển được nhưng hồi đó sư cô có một cái 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 buồn lúc mà ở với sư ông với sư bà đó thì cái giai đoạn đó cô bắt đầu làm đạo tràng cho nên nó là có một vài cái hiểu lầm cái thị phi không đáng có giữa mình với các đạo tràng khác hoặc giữa người đó với mình mình không có ý gì nhưng mà họ không có hiểu mình họ chưa có hiểu đúng mình cho nên là có những cái là nói sao ta không hiểu nhau cho nên hiểu lầm nhau rồi không có được hay ho sư cô cũng phiền não khi phiền não như vậy thì sư cô có tâm sự với sư bà nói là con không biết làm sao cái ứng xử hay cái nói năng của con mà thiệt sự lòng dạ con như vậy như vậy đó mà người ta cứ hiểu lầm như vậy như vậy kia thì sư bà có nói đó khi không phải là do mình sai nhưng mà là do mình với người đó có khi cái túc duyên nó không có được lành cho nên là lỡ trong quá khứ